Pháp Vương Vô Thượng Tôn Tam Giới Vô Luân Thất Thiên Nhân Chi Đạo Sư Tứ Sanh Chi Từ Phụ Ư Nhất Niệm Quy Y Năng Diệt Tam Kỳ Nghiệp Chứng Dương Nhược Tạng Tháng Ức Kiếp Mạc Năng Tần Nhất Tâm Đảnh Lễ Tần Hư Không Biện Pháp Giới Vi Trần Sạc Đồ Trung Quá Hiền Vị Lai Thập Phương Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thượng Trụ Tam Bảo Nhất Tâm Đảnh Lễ Hiền Tòa Đạo Tràng Ta Ba Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lời Bồ Tát Đại Hành Phổ Hiền Bồ Tát Linh Sơn Hồi Thượng Vô Lượng Thánh Hiền. Nhất Tâm Đảnh Lễ Tây Phương Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chỉ Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thanh Tịnh Đạo Tràng Vô Lượng Thánh Hiền. Oh.
Bồ Tát. Thành vô lượng thần quyết định quang minh vương đà la ni an này ma ba các ngọa đề nga ba ra mật đạp an ưu rì a nạp tô tất đệ tiệp chất đạp điệp tạ ra tề và ta khắp cả đạt và a giang a đệ tam dược tam bất đạt và an đề và tham an tác gì ba căn tư các gì bạc gì thuật đạp đạt ra mà đệ cả này tăng mà ngục cả đệ tòa ba ngọa tị thuật đệ mang này và ba gì ngọa gì tòa an này ma ba các ngọa đệ a ba ra mật đạp an ưu riền a nạp tô tất nệ thiệt chất đạp thiêm ta ra tề và tăng tháp cả đạt và a răng a đệ tam dược tam bất đạt và đạt nệ và tháp mang ta kỳ ba căn tứ ca kỳ bọt kỳ thuật đạt đạt ra ma đế ca ca này tăng ma ngục ca đế tòa ba ngọa tị thuật đế ma hắc này và bác kỳ ngọa rì tòa hắc ngăn này ma ba các ngọa đế ma ba ra mân đà ma ngưu rì a nạp tô tấn nề thiệt chất đạp điệp ta ra tề và ta tháp ca đạt và a răng a đệ tam dược tam bất đạt và an đề và tham an ta rì ba căn tư ca rì bọt rì thuật đạp đạt ra mà đệ cả này tăng mà ngục cả đệ tòa ba ngọa tị thuật đệ mang này và ba vì ngọa rì tòa đại tư đại bi mật chúng sanh đại đại xa tế ham thức tương hảo quang minh dị từ nghiêm chúng đặng chỉ tâm quy mạng lệ Nam mô thập phương thường trụ tam bảo Nam mô thập phương thường trụ tam bảo Nam mô thập phương thường trụ tam bảo Kệ thủ tam giới tôn quý mạng thập phương Phật A Kim Phật Hoằng Nguyện Trì Tùng Di Đà Kinh Thường Bảo Tự Trọng Ân Hàng Tế Tam Đồ Khổ Nhược Hữu Kiến Văn Giả Tức Phật Bồ Đề Tâm Tần Thự Nhất Bảo Thân Đồng Sanh Cực Lạc Quốc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Bổn
pháp bất thiên vàng kiếp năng tao ngộ ngã kim kiến văn đắc thọ trì nguyện dạy Như Lai chân thiệt nghĩa. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Phật thuyết A Di Đà kinh Như Thị Ngạ Văn nhất thời Phật tại xá về quốc Kỳ Thọ cấp cô độc viên giữ đài tỳ kheo tăng thiên nhì bắt ngụ thập nhân câu giai thì đài A La Hán chúng sợ tri thức trường lao xa lời Phật mang ha mục kiền liên mang ha ca diệp mang ha ca chiên viên mang ha câu hy la ly bà đa châu lời ban đa dạ nang đàn a nang đàn la hầu la kiều phàm ba đề tân đầu lô phá la đoàn ca lưu đà di mang ha kiệp tân na bạc câu lang na nầu lâu đà như thì đặng chư đại đệ tử tín chư bồ tát mang ha tạc văn thù sư lời pháp vương tự a dật đa bồ tát càng đàng ha đệ bồ tát thường tinh tân bồ tát giữ như thì đặng chư đại bồ tát cập thích đề hoàng nhân đẳng vô lượng chư thiên đại chúng câu kỳ thời Phật cao trượng lão xa lời Phật tùng thì tây phương quả thập vàng ức Phật đồn hữu thế giới danh việc cực lạc kỳ đô hữu Phật hiệu ngã di đà kim hiền tài thuyết pháp xa lời Phật bị đồ hà cổ danh vi cực lạc kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ đàn thọ chứ là cổ danh cực lạc hữu xa lời Phật cực lạc quốc đồ thất trùng lang thuận thất trùng la vọng thất trùng hàng thọ giai thì tứ bào châu ta vi nhiễu thì cổ bị quốc danh vi cực lạc hữu xa lời Phật cực lạc quốc đồ hữu thất bảo trì bát công đức thủy trung mang kỳ trung trì đệ thuần di kim sa bồ địa tử biên giai đào kim ngân lưu ly pha lê hiệp thanh thường hữu lâu các việc di kim ngân lưu ly pha lê xa cư trên châu mà nào nhi nghiêm sức chi trì trung liên hoa đài như xa luân thanh sắc thanh quang huỳnh sắc huỳnh quang xích sắc xích quang bạch sắc bạch quang vi diệu hương kia ta lời phân cực là quốc đồ thành tựu như thì công đức trang nghiêm hữu xa lời phật bị phật quốc đồ thương ta tiếng nhạc hình kim vi địa trụ giả lục thời vũ thiên màng đa la hoa kỳ đồ chúng sanh thương dị thanh đàng các dị kích thành chúng diêu hoa cung dường tha phương thập vàng ức phật tức dị thực thời hoàng đảo bồn quốc phàn thức kinh hành xả lời phật cực là quốc
độ thánh tựu như thì công đức trang nghiêm. Phụng thư xa lời Phật bí quốc thường hữu chúng chúng kỳ diệu tạp sắc chi điệu bạch hạc công tước ăn võ xa lời ca lăng tổng già công mang chi điệu thì chư chúng điều tu già lục thời xuất hòa nhà âm kỳ âm diện trưởng ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phân bạc thánh đạo phân như thì đặng pháp vì đồ chúng sanh văn thì âm gì giai tất niệm phật niệm pháp niệm tăng xả lời phật như vật vì thử điều thiệt thì tôi bảo sợ sanh sợ gì dạ vì phật quốc đồ vô tam ác đạo xả lời phật kỳ phật quốc đồ thường vô ác đạo chi danh hà huống hữu thiệt thì chứ chúng điệu giai thì a di đà phật dục linh pháp âm tuyên lưu biển hoa ta xả lời phật đi phật quốc đồ vi phong suy đồng chứ bao hàng thọ gặp bao la vòng xuất vi diệu âm thì như bả thiên chúng nhạc đồng thời câu tạc văn thì âm già tự nhiên giai sanh niệm phật niệm pháp niệm tăng chi tâm xa lời phật kỳ phật quốc đồ thanh tựu như thì công đức trang nghiêm xa lời phật ngư nhường y văn hà bị phật hà cố hiểu a di đà xa lời phật bị phật quang minh vô lượng chiếu thập phương quốc vô sợ chướng ngài thì con hiểu vi a di đà hữu xá lời phật bị phật thọ mạng cấp kỳ nhân dân vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp vô danh a di đà xá lời phật a di đà phật thành phật vị lai ư kim thập kiếp hữu xá lời phật bị phật hữu vô lượng vô biên thanh văn đề tự giai ngã la hạng phi thì toán sổ chi sợ năng tri chư bồ tát chúng diệt phục như thì xả lời phật bị phật quốc độ thanh tựu như thì công đức trang nghiêm hữu xả lời phật cực lạc quốc độ chúng sanh sanh giảng giai thì a bề bạc tỷ kỳ trung đa hữu nhất sanh bộ sự thì do thầm đa phi thì toàn số sở năng tri chi đảng khả dị vô lượng vô biên a tăng kỳ thuyết xa lời phật chúng sanh văn già ứng đương phát nguyện nguyện sanh bị quốc sở dị già hà đắc dữ như thủy chư thường thiền nhân câu hồi nhất sự xa lời phật bất khả dị thiệu thiền căn phước đức nhân duyên đăng sanh bị quốc xa lời phật nhược hữu thiền nam tử thiền nữ nhân văn thuyết a di đà phật chấp trì danh hiệu nhược nhất nhược nhược nhi nhược nhược tam nhược nhược tứ nhược nhược ngũ nhược nhược lục nhược nhược thất nhược nhất tâm bất loạn kỳ nhân lâm màng chúng thời a di đà phật dự chư thanh chúng hiện tại kỳ tiền thì nhân chúng thời tâm bất điên đạo tức đắc vạn sanh a di đà phật cực là quốc độ xả lời phật ngã kiến thì lời cố thuyết thử ngôn nhược hữu chúng sanh văn thì thuyết giả ứng đương phạt nguyện sanh bị quốc độ xả lời phật ngà kim già tàn thàn a di đà phật bất khả tư nghị công đức chi lời đông phương diệt hồng a sơ bề phật tu di tưởng phật đài tu di phật tu di quang phật diệu ấm phật như thì đăng hằng hà sa số chư phật các ngư kỳ quốc
xuất quảng trường thiệt tướng biển phụ tam thiên đài thiên thể giới thuyết thành thiệt ngôn như đàn chúng sanh đương tin thì chứng tạng bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hồ niệm kinh xả lời Phật nam phương thế giới hữu nhật nguyệt đăng Phật danh văn quang Phật đại diệm kiến Phật tu nhi đăng Phật vô lượng tinh tấn Phật như thì đẳng hằng hà sa số chư Phật các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng biển hữu tam thiên đại thiên thế giới thuyết thành thiệt ngôn như đặng chúng sanh đương tin thì xứng tạng bất khả tư nghị công đức nhất thiệt chư Phật sở hồ niệm kinh ta lời Phật Tây phương thế giới hữu vô lượng thọ Phật vô lượng tướng Phật vô lượng trang Phật đại quang Phật đại minh Phật bảo tướng Phật tịnh quang Phật như thì đẳng hằng hà sa số chư Phật các ngư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng biển phụ tam thiên đại thiên thế giới thuyết thành thiệt ngôn như đàn chúng sanh đương tin thì xưng tạng bất khả tư nghị công đức nhất thiệt chư Phật sợ hồ niệm kinh xa lời Phật bắc phương thế giới hữu diệm kiến Phật tôi thắng ngâm Phật năng trở Phật nhật sanh Phật vọng minh Phật như thì đẳng hằng hà sa số chư Phật các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng biển phụ tam thiên đại thiên thế giới thiên thành thiệt ngôn như đàng chúng sanh đương tin thì xưng tạng bất khả tư nghị công đức nhất thiệt chư Phật sở hồ niệm kinh xả lời Phật thà phương thế giới hữu sư tử Phật danh văn Phật danh quang Phật đạt ma Phật pháp tràng Phật ti pháp Phật như thì đẳng hằng hà sa số chư Phật ca ngư kỳ quốc xuất quang trường thiệt tướng biên phụ tam thiên đại thiên thế giới thuyết thành thiệt ngôn như đàng chúng sanh đương tin thì xưng tạng bất cả tư nghị công đức nhất thiệt chư Phật sở hồ niệm kinh xa lời Phật thường phương thế giới hữu phàm âm Phật tú vương Phật hương thượng Phật hướng quang Phật đại diệm kiến Phật tạp sắc bảo hoa nghiêm thân Phật tả la thọ vương Phật bảo hoa đức Phật kiến nhất thiết nghĩa Phật như tu nhi sơn Phật như thì đăng hằng hà sa số chư Phật các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng biển phụ tam thiên đại thiên thế giới thuyết thành thiệt ngôn như đàng chúng sanh đương tin thì chứng tạng bất khả tư nghị công đức nhất thiệt chư Phật sở hồ niệm kinh xả lời Phật ngư nhường y văn hà hà cổ danh vi nhất thiệt chư Phật sở hồ niệm kinh xả lời Phật nhược hữu thiền nam tử thiền nữ nhân văn thì kinh thọ trì già cấp văn chư Phật danh già thì chư thiền nam tự thiền nữ nhân giải vi nhất thiệt chư Phật chi sở hồ niệm giải đắc bất thổi truyền ưng a nồng đã la tam miệu tam bồ đề thì cố xa lời bất như đàng giải đương tin thọ ngà ngự cập chư Phật sở thuyết xa lời Phật nhược hữu nhân dị phát nguyện kim phát nguyện đương phát nguyện dục sanh a di đà Phật quốc gia thì chư nhân đằng giai đắc bất thôi chuyển ư ngã nầu đã la tam miều tam bồ đề ư bị quốc độ nhược dị sanh nhược kim sa
sanh nhược đương sanh. Thì cô xa lời Phật chư thiền nam tử thiền nữ nhân nhược hữu tín giả ưng đương phát nguyện sanh bị quốc độ. Xa lời Phật như ngà kim già chân tàng như Phật Phật khả tư nghị công đức bị chư Phật đàng diệt chứng tàng ngã bất khả tư nghị công đức nhi tạc thì ngôn Thích Ca Mâu Ni Phật năng vi thầm năng hi hữu chi sự năng ư ta bà quốc đồ ngụ trược ác thế kiếp trược kiến trược phiền nào trược chúng sanh trược mạng trược trung đăng a nầu đang là tam miều tam bồ đề vì chư chúng sanh thuyết thì nhất thiệt thế gian năng tín chi pháp xả lời Phật đương tri ngã ư ngụ trược ác thế thành thử năng sự đắc a nầu đa la tam miều tam bồ đề vì nhất thiết thế gian thuyết thử năng tín chi pháp thì vi thầm năng Phật thuyền thử kinh di xa lời Phật thập chư tỳ kheo nhất thiết thế gian thiên nhân a tu la đằng văn Phật sở thuyết quan hệ tin thọ tác lệ nhi khư Phật thuyết a di đà kinh bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ đà la ni nam mô a di đà bà già ta ra ra ya ni ya ta di đi đô ba ti a di đi đà tất đam bà ti a di đi đà ti ca lang đề a di đi đà ni ca lang đa ya ni ya nai đa lệ đà bà na a di đà ya ta ra ya ni ya ta di đi đô ba ti a di đi đà tất đam bà ti a di đi đà ti ca lang đề a di đi đà ni ca lang đa ya ni ya nai đa lệ đà bà mu a di đà ya ta ya ra ya ni ya ta di đô ba ti a di đi đà nam ba ti a di đi đà ca lang đề a di đi đà ca lang đa ya ni ya nai đa lệ đà bà. Tây phương giáo chủ tịnh độ năng nhân tứ thập bát nguyện độ chúng sanh phát nguyện thề hoằng thâm thượng phẩm thượng sanh đồng phó bửu liền thành nam mô an dưỡng quốc cực lạc giới di đà hải hội vô lượng quang như nam mô an dưỡng quốc cực lạc giới di đà hải hội vô biên quang như lai nam mô quốc cực lạc giới di đà hải hội vô ngại quang như lai nam mô an dưỡng quốc cực lạc giới di đà hải hội
mô an dưỡng quốc cực lạc giới Di Đà hại hồi diệm vương quang như lai. Nam mô an dưỡng quốc cực lạc giới Di Đà hại hồi thanh tịnh quang như lai. Nam mô an dưỡng quốc cực lạc giới Di Đà hại hồi hoan hỷ quang như lai. Nam mô an dưỡng quốc cực lạc giới Di Đà hại hồi trí tuệ quang như lai. Nam mô an dưỡng quốc cực lạc giới Di Đà hại hồi nam tư quang như Nam mô an dưỡng quốc cực lạc giới Di Đà hại hồi bất đoạn quang như lai. Nam mô an dưỡng quốc cực lạc giới Di Đà hại hồi vô sinh quang như lai. Nam mô quốc cực lạc giới Di Đà hại hồi siêu nhật nguyệt quang như lai. Thập phương tam thể Phật A Di Đà đệ nhất cứu Phật độ chúng sanh oai đức vô cùng cực ngã kim đại quý tam hội tam nghiệp tội phạm hữu chư phước thiền chỉ tâm dùng ngày hồi hướng nguyện đông niệm Phật nhân cảm ứng tuy thời hiền lâm mà chung tay phương cảnh phân minh tài mục tiền kiến văn giải tinh tệ
tận đồng nghề sanh cực nghề lạc quốc kiện phật liệu sanh tự như phật đồ nhất thiệt vô biên phiền não đoạn vô lượng pháp môn tu thể nguyện độ chúng sanh tông nguyện thanh phật đạo không hữu tận ngã nguyện vô cùng tình dự vô tình đồng viên chúng tìm thượng chúc Phật nhật tăng huy pháp luân thường chuyện phóng điều vụ thuần quốc thái dân an can qua đốn tức tai nạn thời hưu thế giới thanh bình nhân dân an lạc phục nguyện nhất thành thường đạt vàng tội bắn tiêu nguyện hướng linh đắc độ cao siêu kỳ gia quyển hàm chiêm lời lạc phổ nguyện âm siêu dương thái hại yến hà thanh pháp giới chúng sanh tình dự vô tình tề thanh phật đạo nguyện tiêu tam chưởng trừ phiền não nguyện đắc trí tuệ chứng minh liệu phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ thế thế thượng hành Bồ Tát đạo nguyện thanh độ trung cựu phẩm liên hoa bi mùa mậu hoa khai kiến phật ngộ vô sanh bất thôi bồ tát bi bàn lự nguyện dĩ thử công đức khổ cập mà nhất thiệt đặng dự chúng sanh giai cộng thanh phật đạo.